Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái quán ăn với phong cách rất là độc đáo tại đường Đặng Văn Bi, Thủ Đức. Anh Duy là chủ quán, giới thiệu rằng quán này đã mở được khoảng 2 tháng nay. Thì về cái các món ăn nổi bật của quán thì có món bánh pizza nè, mì Ý, mì udon của Hàn Quốc, rồi mì ramen của Nhật và bánh phở của Việt Nam. Đây là cái quán mà kết hợp phong cách ẩm thực Âu và Á. Cái khâu này là mình gọi là mình nặng cái khung bánh đó hả? Dạ đúng rồi. Cái hình bánh là hình tròn. Một cái khâu này là mình nặng, mình mắc khoảng bao lâu em? Tầm 30 giây. Cái nước mình mới đổ vô là nước gì nè? Nước cà sốt cà chua. Đây là nước sốt cà chua. Đang chuẩn bị sẵn. Làm sao? Cái này là cái nước riêng mình phải xuất chuẩn là khi mình xoa đều lên đó thì nó cũng có tác dụng gì. Cái bánh nó mềm với lại có vị của vị sốt cà chua nó ngon hơn. Nó là cái nền bánh để mà nó tan. Lúc đó thì mình sẽ cái món mà cách cho cái ăn là đó mình cho
có thể là cho phô chua hoặc là nấm lên hoặc là cái đó mình dùng cho phô mai lên để kéo dính lại. Có nghĩa là tùy cái khẩu vị của người ăn mà người ta gọi như thế nào là mình làm như thế đó. Đúng rồi. Còn cái nhóm ví dụ như là thập cẩm hết tất cả thì mình sẽ cho hết tất cả những món ăn này vào. Đúng rồi. Sau này sẽ nhân viên sẽ bỏ vô. Đây là cái khâu nướng này. Thường thì cái một cái bánh mình nướng trong vòng bao lâu em? Tầm 7 phút rồi. 7 phút một cái bánh. Bởi bên mì tươi á nha, có nghĩa người ta sản xuất ra xong rồi cấp đông rồi xài mì tươi. Nấu từ hạt mè đen á, này sốt mè đen, này là sốt curry, còn này là sốt sốt tương Hàn Quốc. Nước dầu nè. Đây là anh Duy, chủ quán. Bây giờ anh sẽ chế biến một cái món mì udon của quán đây. Thank you.
cái gì anh Duy? Mè đen. Mè đen. Đó là gì? Đen để cho nó thơm, giống như loại topping, loại gia vị ở trên. À, ở đây mình có những cái món nào đặc trưng của quán Duy à? Đặc trưng quán đó là những dòng mì đó anh Duy ha. Mình có mì udon nè, mì ramen nè, mì spaghetti của Ý, và ngoài ra có bánh phở của Việt Nam.